Cái quán này làm thì đầu tư, chịu đầu tư. Thành thử ra trồng hoa kiển này nọ cũng nhiều. Có chỗ người ta làm cái quán gì ở đây nè. Người làm vương tình ai, dù nhạc lòng theo dấu xưa. Em bây giờ xa cách mãi. Người làm quán hầu Latina. Để vô quay cái quán này chút coi. Ủa mở rồi nào vậy? Để lặp lại trong anh từng cơn mưa lặng lẽ. Không có đi vòng bên kia không à? Hả? À. Còn chàng hương xưa cùng nỗi xót. Mấy hôm Tết có làm ăn đỡ không? Mấy hôm Tết bà con có vô đỡ không? Nha hả? À, vậy là ngon rồi. Để quay mới cho người ta biết thôi. Chứ hồi trước chú vô đây chú quay hái quýt quái gì trong này nè. Thôi được rồi, con mới uống bên kia nãy. Không, chú uống nước ở chú coi chỗ cái ngã ba bộ đội với chú chồng. Dù nhạc lòng theo dấu xưa, em bây giờ xa cách mãi. Người làm vương làm mấy cái vườn bông mà cũng êm lắm. Quán hồ Latina cách mãi. Người làm vườn khóc hoa ta. Được, làm thôi cũng được. Có mấy cái tùng mà không có lý á, làm mấy cái tùng á. À, hôm Tết là không có chỗ cho bà con ngồi luôn. Cái này người ta gọi bằng cái tùng, ở miền Tây người ta gọi là cái tùng, là một cái chầu nha, để bạn bè này nó đi chung nhóm mà ta vô ta ăn ở đây, ta ngồi ăn ở đây. Cái này nó làm cái vườn bông thì cũng có lý. Còn chàng hương xưa cùng nỗi xót xa, vội vàng chị em khiến ta u buồn. Người làm vườn tình ai. Cái này cũng là một cái tung mà. Mà ôm lên trên gác nghiền nắng phai. Trăng không về trên phố cũ.
Cái này cái cóc. Ở đây là nó là cái vườn vườn quýt. Trước vô là gặp bà chủ nói chuyện đây nha. Nói bà nếu chỗ này mà làm cái quán ăn là ngon. Bây giờ bà làm quán ăn thiệt. Cho chú đi vòng nha. Con là chủ bà chủ đất ở đây hay sao? Vội vã em đi trong chiều nay đến Lạp Lan. Ngày Tết cũng đi chở qua cái đầu từ thiện cho người ta. Nhưng về bên phố đời hắt có nghe tụi nó nói ở trong này có quán làm coi cũng được lắm. Hình như có lần tôi vô gặp chị nói chuyện ví dụ mở quán mới gì quá không à. Lúc đó là đang quay có chiếc máy bay á. Bữa nay làm đẹp rồi nè, tôi đi vòng nha. Cái đường bóng này đẹp không? Chẳng không về trên phố cũ, một mình tôi ngồi nhớ em. Người làm vườn tình ai, dù nhạc lòng theo dấu xưa. Em bây giờ xa cách mãi, người làm vườn khóc hoa tàn. Em bây giờ xa cách mãi, người làm vườn khóc hoa tàn. Cái cây này là mấy cây quýt này, quýt đường. Vội vã em đi trong chiều nay đến lặp lại trong anh từng cơn mưa lặng lẽ. Người về bên phố đời hắt hiu, còn chàng hương xưa cùng nỗi xót xa. Cũng có trái nè. Vội vàng chị em khiến ta út đường buồn. Hồi xưa nó trái trùng 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 trùng. Người làm vườn tình ai, giọt sầu nghiền nắng phai. Chẳng không về trên phố cũ, một mình tôi ngồi nhớ em. Cái này ở trong mỏ đá Latina nó nha bà con. Có dịp ghé vô đây chơi rồi ăn uống gì trong này luôn. Trong này có phục vụ ăn uống luôn. Người làm vườn khóc hoa ta. Nét đẹp quê hương con. Mấy đứa nó không có khách mà tụi nó ăn cái gì rồi nè. Hả? Lăng xê cái quán này 30 tháng 4 được rồi. Đến lặp lại trong anh từng cơn mưa lặng lẽ. Người về bên phố đời hắt hiu,
còn chàng hương xưa cùng nỗi xót xa. Vội vàng chị em khiến ta u buồn. Ở đây hồi xưa nó là cái vườn quýt ngọt. Thôi giờ người ta làm thêm cái khâu phục vụ ăn uống, ta mở cái quán ăn ở đây luôn. Miền nắng phai, trăng không về trên phố cũ. Cái món đặc biệt của mình ở đây là món gì vậy? Gà đốt cá chúc đó hả? Lên làm chủ thấy khác ha. Hồi còn làm vườn thấy khác chứ bây giờ thấy khác. Hả? Làm chủ thấy khác rồi nha. Chứ hồi làm vườn thấy khác đó nha. Ông này làm gì rồi? Cái quán này làm thì đầu tư, chịu đầu tư. Thành thử ra trồng hoa kiển này nọ cũng nhiều. Đẹp. Nhìn thì nó đỡ hơn mấy cái quán khác nhiều. Ta chịu đầu tư á. Chú ở cây me nè con. Có thấy không? Có vô coi rồi hả? Mới đi quay mấy cái chùa, mấy hôm Tết đi quay chùa không? Đền lặp lại trong anh từng cơn mưa lặng. Chú làm đam mê thôi.